Vật tư nông nghiệp thì Nhung xin kính chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Hôm nay thì Nhung lại tiếp tục giới thiệu đến các anh các chị cùng toàn thể các bạn một cái dòng đất Nhật Akarama nhé. Cái gói này chắc phải ở đây thì là cái dòng đất Nhật Akarama hàng đắt nha các anh các chị nhá. Từ bao bì các thứ nhìn nó cũng sáng đẹp hơn rất là nhiều so với cái hàng rẻ trôi nổi trên thị trường hiện nay. Và cái bao này thì hiện tại nó là bao 14 lít các anh các chị nhé. Em đang sẵn đủ size là size L, M, S và SS các anh các chị nhé. Ở bên dãy bên này thì toàn bộ là cái hàng size L lớn nhất các anh các chị nhé. Anh các chị khi mà dùng thì có rất là nhiều người thì nó sẽ sử dụng nhiều size khác nhau. Ví dụ như là bonsai, cây cảnh thì các anh các chị sử dụng cái hàng L và hàng M. Thế còn cái để em đi vào trong kia sẽ cho các anh các chị xem size luôn. Thế còn các anh các chị mà chơi cây thủy canh ấy thì sẽ dùng cái size S và SS nhé. Thế ở đây thì là cái size S này, đây là cái size S này. Và cái size SS thì nó sẽ mịn, size SS nó sẽ mịn hơn nhé các anh các chị nhé. Hạt nó sẽ nhỏ nhỏ, cảm tưởng như là nó bằng ở bên cạnh này là size M nhé. Ở trên này thì nó hơi bụi một chút, bên cạnh là size M. Một chút thì em sẽ quay size S cho mọi người. Size SS nhé. Đây là size SS nhé các anh các chị nhé. Ở chỗ này là size SS ạ. Nó sẽ nhỏ mịn hơn là cái hàng size S nhé. Đất Akarama này thì dùng để cho cây bonsai, cây cảnh hoặc là những cây cảnh quý thì trồng nó sẽ được thông thoáng cái bộ đất. Và cái đất Akarama này nó cũng giúp là hấp thụ lại cái dinh dưỡng khi mà chúng ta chăm cây, và nó sẽ nhả ra dần khi mà chúng ta tưới cây hàng ngày. Đấy, nó rất là nhiều cái ưu điểm. Và cái này nó giúp cho thông thoáng cái bộ rễ để bộ rễ phát triển khỏe, không bị lấm rễ, thối rễ, chết cây. Các anh các chị tự tham khảo để tìm hiểu chọn size phù hợp với cái cây nhà mình nhé. Video ngắn vừa rồi thì vật tư nông nghiệp Thùy Nhung vừa mới giới thiệu đến các anh các chị cùng toàn thể các bạn cái dòng Akarama đất Nhật, một cái dạng đất sét được lung ở cái nhiệt độ nhất định để phù hợp với cây trồng. Ai mà yêu thích cái sản phẩm đất Akarama cũng như là yêu thích cái video của Nhung vừa giới thiệu thì hãy cho Nhung xin một nút like, một nút đăng ký kênh, một nút chia sẻ. Cảm ơn các anh các chị rất là nhiều ạ.